Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Hôm nay cô Hạnh rất vui vì sẽ được đồng hành cùng các bạn trong cái video bài học ngày hôm nay. Và chúng ta đã đồng hành cùng nhau được một nửa học kỳ 1 rồi, đúng không nào? Và sắp tới thì các bạn sẽ phải tham gia vào một cái kỳ thi, đó là kỳ thi kiểm tra giữa học kỳ 2. Vậy để giúp các bạn có thể nắm được các dạng bài tập, cái form đề mà chúng ta thường gặp ở trong đề kiểm tra này, cũng như là giúp các bạn có thể là biết cách trình bày này, biết cách giải một số dạng bài tập, thì cô và Việt Rách đã xây dựng một cái đề, đó là đề thi giữa học kỳ 1 toán lớp 6 trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Được chưa? Và bây giờ cô giới thiệu tới các bạn là trong cái đề này của cô thì sẽ gồm có hai phần. Phần 1 lăng mã sẽ là phần trắc nghiệm, phần thứ 2 lăng mã sẽ là phần tự luận. Và trong phần trắc nghiệm này thì nó sẽ chiếm 3 điểm và nó sẽ gồm có 6 câu, tương ứng với mỗi câu sẽ là 0,5 điểm. Và phần B của chúng ta sẽ là phần tự luận. Phần B này thì sẽ gồm có 6 bài và 6 bài này thì sẽ là chiếm 7 điểm trong đề thi, được chưa? Vậy các bạn sẽ lưu ý nhá, ở mỗi bài thì cô sẽ ghi điểm ở đó. Sau đó các bạn sẽ tự làm này, sau đó mình sẽ thử check xem là mình đã làm được khoảng bao nhiêu điểm. Phần kiến thức nào mình đang yếu này thì mình sẽ ôn thêm, bổ sung thêm cái phần kiến thức đấy. Còn phần kiến thức nào mà mình đã nắm được rồi thì các bạn sẽ làm thêm những cái bài nâng cao để mình sẽ đạt được cái điểm tối đa trong cái phần đề thi này nhá. Trước hết bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cho cô phần 1 lăng mã là phần trắc nghiệm nhá. Phần trắc nghiệm này thì sẽ chiếm 3 điểm và mỗi câu ở trong phần trắc nghiệm này sẽ chiếm 0,5 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng vào cho cô câu số 1. Cho tập hợp A gồm các phần tử này x, 5, y, 7 trợ khẳng định đúng. Câu A là 5 thuộc tập hợp A. Câu này đúng hay sai các bạn nhỉ? Đúng rồi, đúng không? Thì các bạn nhìn vào tập hợp A thì thấy có cái phần tử 5. Mà mối quan hệ giữa phần tử và tập hợp thì sẽ có là thuộc hoặc là không thuộc. Thế chúng ta thấy là 5 này nó ở trong tập hợp A, vậy thì 5 sẽ thuộc tập hợp A, dùng ký hiệu thuộc, được chưa? Vậy chọn ngay được phương án A. Tiếp theo là câu B, câu C, câu D tại sao lại sai? Chúng ta thấy là không thuộc tập hợp A, đúng hay sai? Sai, làm gì có phần tử không nào, đúng không? Câu C, 7 không thuộc tập hợp A. Rõ ràng là đứng lù lù ở đây mà lại bảo không thuộc, vậy là sai. Tiếp theo câu D, y không thuộc tập hợp A. Lại sai tiếp, vì sao? Y đây, vậy y phải thuộc tập hợp A cơ, đúng không? Vậy đó là câu số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho câu 2 nhé. Câu 2, số 31 là câu A, hợp số. Câu B, không là hợp số. Câu C, số nguyên tố. Câu D, không phải số nguyên tố. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ có là số 31 này. Đấy, chúng ta sẽ suy nghĩ cho cô là câu A này, 31 có phải là hợp số không? Thế thì chúng ta lại nhớ lại cho cô là thế nào được gọi là hợp số. Thế thì hợp số sẽ là một số như nào nhỉ? Phải lớn hơn mấy nhỉ? Lớn hơn 1 và nhiều hơn 2 ước. Đấy, có nhiều hơn 2 ước. Thì các bạn sẽ thấy là số 31 này chỉ có 2 ước là 1 và chính nó thôi, đúng không? Vậy thì đây không thể là hợp số được. Đấy, rồi. Thế thì ở đây nó sẽ là phương án nào các bạn nhỉ? Nó là phương án C, đúng không? Đây sẽ là số nguyên tố. Vì đây là số lớn hơn 1 này, lại có 2 ước là 1 và chính nó. Vậy nó sẽ là số nguyên tố, là câu trả lời đúng nhất. Tiếp theo sẽ là câu 3. Cho 4 số tự nhiên này, 1234, 3456, 6775, 6675, 7890. Trong 4 số trên, số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5? Vậy các bạn nhớ cho cô dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5. Các số có tận cùng là các cái chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì sẽ chia hết cho 2. Còn các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì sẽ chia hết cho 5. Thế thì từ đây chúng ta sẽ tóm gọn lại là cái số nào thì sẽ chia hết cho cả 2 và 5 nhỉ? Thì xem hai cái trường hợp đấy là nó trùng nhau ở cái chữ số cuối cùng là số nào, đúng không? Thì chúng ta thấy là vậy để là một số chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng của số đó phải là số 0. Vậy chúng ta soi xem. Đây, D đúng không? Chọn luôn. Đó là câu 3. Tiếp theo là câu 4. Tập hợp B bằng 0, 1, 2, 100,
có số phần tử là A99, B100, C101, D102. Vậy ở đây để tìm được cái số tập hợp, số phần tử của tập hợp này, thì các bạn sẽ thấy các cái phần tử của tập hợp B này là một dãy số, đúng không? Gồm các số này 0123 chấm chấm đến 100. Dãy số này thì cách đều và tăng dần. Đấy. Vậy để làm được bài này thì cô sẽ có như sau. Các bạn sẽ tính cho cô xem này. Đây, số phần tử sẽ là các bạn sẽ tính cho cô số hạng nhá. Đây, số hạng này. Số hạng là lấy cho cô số cuối này, số lớn nhất trừ đi số nhỏ nhất là 0 này. Rồi sau đó chia khoảng cách. Khoảng cách ở đây là mấy nhỉ? Là 1. Khoảng cách tức là gì? Tức là số trước nó kém số sau bao nhiêu đơn vị trong cái dãy tăng dần, đúng không? Thì ở đây là chia cho khoảng cách ở đây là 1. Rồi. Sau đó cộng thêm 1 nữa. Vậy sẽ bằng này. 100 trừ 0 thì bằng 100. Chia cho 1 cộng 1. Vậy sẽ bằng 100 cộng 1 thì sẽ bằng 101. Vậy chúng ta chọn phương án C. Chưa? Đó là câu số 4. Tiếp theo mình sẽ làm cho cô câu số 5 nhé. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô câu số 5. Câu 5 là tam giác ABC đều thì tam giác ABC thì nó sẽ có các cạnh là AB, BC và AC, đúng không các bạn nhỉ? Đây cô sẽ vẽ một cái hình như này ra nhé. Đây là cô vẽ tượng trưng thôi, đúng chưa? Đây là ABC chẳng hạn này, đúng không? Thì nó sẽ gồm có ba cạnh AB, AC, BC và tam giác này đều. Đấy, tam giác ABC mà đều thì nó sẽ có ba cạnh bằng nhau, AB bằng AC bằng BC, và có ba góc bằng nhau là góc B bằng góc A bằng góc C đều bằng 60 độ. Vậy ở đây người ta bảo là tam giác ABC đều thì AB bằng AC bằng BC, đúng luôn, đúng không? Chọn cho cô phương án A. Đấy, rồi. Đó là câu số 5. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô câu 6. Bội chung nhỏ nhất của 24, 72 và 144 là. Vậy ở đây thì nhiều bạn chắc chắn đã thuộc được các bước để tìm bội chung nhỏ nhất, đúng không? Bước 1 là phân tích các số ra thử số nguyên tố này. Bước 2 là chọn ra các thử số chung và riêng. Bước 3 là với mỗi gì nhỉ? Mỗi cái thử số chung và riêng đó thì lấy với số mũ lớn nhất, đúng không? Rồi, thế nhưng mà đối với bài này thì đừng dại gì mà làm như vậy nhá. Các bạn sẽ nhớ cho cô cái chú ý đó là gì? Trong các cái số như thế này, nếu mà có một số lớn nhất này mà chia hết được cho các số còn lại thì đó chính là bội chung nhỏ nhất của ba số này luôn. Thì các bạn thấy 144 chia 24 thì bằng 6. 144 chia cho 72 thì sẽ bằng là mấy nhỉ? Đây là bằng 2, đúng không? 144 chia 72 thì bằng 2. Vậy thì các bạn thấy là 144 chia hết cho cả 24, chia hết cho cả 72. Vậy 144 chính là bội chung nhỏ nhất của ba số này. Vậy các bạn chọn C cho cô. Đấy. Vậy vừa rồi chúng ta đã đi qua 6 câu hỏi trắc nghiệm trong phần đề thi này. Và bạn nào làm đúng hết cả 6 câu thì hãy comment ở phần dưới cho cô và các bạn khác cùng biết nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang phần 2 lăn mã là phần tự luận. Phần thứ 2 lăn mã của chúng ta là phần tự luận. Phần tự luận này thì sẽ chiếm 7 điểm trong đề thi. Và đầu tiên là bài 1 nhé. Bài 1 sẽ là 1 điểm, tương ứng với mỗi câu này sẽ là 0,5 điểm. Đấy, viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ giải cho cô câu A. Các bạn nhìn cho cô là tập hợp A và tập hợp B này người ta đang viết theo cách số 2, là cách đó là nêu tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp, đúng không? Bây giờ chúng ta người ta yêu cầu chúng ta chuyển về cách 1. Vậy biểu diễn theo cách 1 nhé. Câu A này vẫn viết cho cô tập hợp A bằng mở ngoặc nhọn vẫn như bình thường, đúng không? Bây giờ x này thuộc tập hợp n, tức là thuộc tập hợp số tự nhiên này. Vậy nó sẽ là các số 0, 1, 2, 3, 4 vân vân, đúng không? Rồi sao cho ở đây các bạn nhìn nhá, 10 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 18, tức là x lớn hơn hoặc bằng 10. Lớn hơn hoặc bằng 10 thì sẽ bắt đầu từ số mấy nhỉ? Từ số 10 cho cô. Đấy, nhớ là các phần tử ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Tiếp theo để nhỏ hơn 18 thì sẽ đến số 10 mấy nhỉ? 17. Vậy sẽ là 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi hết rồi.
đóng ngoặc vào. Nhớ nhá, đó là câu A. Tiếp theo sẽ là câu B. B bằng này, mở ngoặc nhọn. Nào, đây chú ý cho cô này. X thuộc tập hợp N sao? À, N sao là tập hợp các số tự nhiên khác không? N sao thì nó sẽ bắt đầu từ số mấy nhỉ? Số 1, các bạn lưu ý cho cô nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Đúng không? Rồi, vậy nó sẽ bắt đầu từ số 1, chắc chắn rồi. Đấy, và đây nó nhỏ hơn 5. X nhỏ 5, vậy đến 4 thôi. 2, 3, 4, đóng ngoặc nhọn vào. Đó là bài số 1. Đấy, rất là ngon đúng không? Xong hai câu này sẽ được một điểm rồi đấy. Các bạn đừng chê gì một điểm nhá, tại vì một điểm trong đề thi rất là quý đấy, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang cho câu bài 2. Bài số 2 của chúng ta sẽ là một bài chiếm 1,5 điểm. Và bài này thì tương ứng mỗi câu sẽ là 0,5 điểm nhá. Là một bài thực hiện phép tính nha. Và người ta bảo chúng ta tính nhanh nếu có thể. Đấy. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành giải bài này như sau. Đây là bài sử dụng cái thứ tự thực hiện phép tính đúng không? Thì nhớ cho cô là để làm được bài này thì các bạn nhớ cho cô thứ tự thực hiện phép tính nhá. Thứ nhất là thì các bạn nhớ, nếu mà biểu thức mà không có chứa dấu ngoặc thì các bạn sẽ làm cho cô theo thứ tự là lũy thừa này. Sau đó đến là gì? Nhân chia này. Rồi, nhân chia nhá. Rồi, sau đó cuối cùng sẽ là cộng trừ đúng không? Đấy, nhân chia cộng trừ. Rồi, tiếp theo là nếu mà có chữ dấu ngoặc thì chúng ta sẽ có ngoặc tròn trước này, sau đó đến ngoặc vuông và cuối cùng sẽ là ngoặc nhọn. Đấy là thứ tự thực hiện phép tính. Bây giờ là câu A. Câu A là 16 x 61 này cộng với 38 x 16 cộng 16. Rồi. Và ngoài ra cái thứ tự thực hiện phép tính này thì chúng ta còn nhớ được cho cô một số những cái tính chất của phép nhân này, phép cộng đúng không? Đó là ví dụ tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Vậy đối với câu này cô sẽ áp dụng tính chất đấy. Vậy các bạn sẽ cùng quan sát cho cô. Bằng này, ban đầu cô viết 16 nhân 61 này cộng 38 nhân 16, cô viết nguyên. Đấy, cộng với 16 này cô sẽ viết thành 16 nhân 1. Đúng không? Có thay đổi kết quả không? Không hề nhá. 16 x 1 đấy. Vậy bây giờ các bạn nhìn thấy cho cô đây có 16, đây 16, đây 16. Trong các tích này đều có 16. Vậy cô nghĩ đến đó là tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Ví dụ cô có này, A nhân với mở ngoặc B cộng C cộng D chẳng hạn. Thì nó sẽ bằng A nhân B cộng A nhân C cộng A nhân D. Đấy, và ngược lại cô sẽ đưa từ đây về đằng này cũng được. Đúng không? Vậy bây giờ cô đang có 16 x 61 cộng 16 x 36 cộng 16 x 1. Vậy cô sẽ đưa về dạng nào, 16 chính là A. Nhân với mở ngoặc đây sẽ còn gì? 61 này cộng đây là 16 rồi. Còn 36 đây còn để 16 rồi, vậy còn 1. Vậy sẽ bằng bao nhiêu? 16 x 61 cộng 36 thì bằng là 90 mấy nhỉ? Đây là 97 đúng không? 97 mà cộng với 1 thì bằng bao nhiêu? 98. Và các bạn nhân cho cô ra nháp nào. 16 x 98 này. Cô nhân ra nháp nhá. 16 x 98. Đấy, 6 x 8 48 với 8 nhân 4 này. 1 x 8 là 8 nhân 4 là 12. Rồi, 6 x 9 54 với 4 nhớ 5. 1 x 9 là 9, nhớ 5 là 14. Vậy đây là 8, 6, 5, 1, 1568. Đó là câu A. Tiếp theo là câu B nhá. Câu B này. Câu B. Câu B là 5 mũ 2 trừ đi 36 chia cho 3 mũ 2. Vậy sẽ bằng gì? Nào, các bạn nhớ cho cô ở đây có lũy thừa này, có trừ có chia, vậy mình làm lũy thừa trước đúng không? 5 mũ 2 là bằng 25 trừ đi 36 chia cho 3 mũ 2 là bằng 9. Vậy sẽ bằng 25 trừ đi 36 chia 9 thì được 4. Vậy sẽ bằng 25 trừ 4 thì bằng 21. Đó là câu B. Tiếp theo là câu C này. Câu C này sẽ hơi dài một chút nhá. Câu C là 476 trừ đi 5 nhân với mở ngoặc vuông
409 trừ đi 8 nhân 3 trừ đi 21 tất cả mũ 2 đóng ngoặc vuông trừ đi 1724 đóng ngoặc nhọn. Rồi, câu C. Vậy bây giờ các bạn sẽ làm cho câu C bằng, nhớ ở đây có các phép, có các cái dấu ngoặc. Vậy làm cho câu ngoặc tròn, sau đó ngoặc vuông và cuối cùng là ngoặc nhọn. Vậy ở đây chưa sử dụng gì đến 476, con viết nguyên. Đấy, nhân mở ngoặc vuông 409 trừ đi. Nào, trong ngoặc tròn này các bạn thấy có phép nhân, phép trừ đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm nhân trước này. 8 x 3 là 24 này. 24 sau đó cô trừ luôn 21 nhá. 24 trừ đi 21 thì sẽ bằng 3. Vậy ở đây sẽ là 3 mũ 2. Sau đó cô bỏ luôn cái ngoặc tròn này. Đóng ngoặc vuông trừ đi 1724. Được chưa? Rồi, bây giờ cô được bằng 476 trừ mở ngoặc nhọn 5 nhân mở ngoặc vuông 409 này trừ đi 3 mũ 2 là bằng 9. Rồi, trừ 1724 đóng ngoặc nhọn. Bây giờ chúng ta làm đến ngoặc vuông đúng không? Ngoặc vuông 476 trừ mở ngoặc nhọn 5 nhân 409. À, ở đây chúng ta sẽ không cần mở ngoặc vuông nữa. Tại vì bây giờ 409 trừ đi 9 nhá. Cô viết luôn được là bằng 400. Đúng không? 400 này. Rồi, đóng ngoặc sau đó tiếp theo này sẽ là trừ đi 1724. Rồi, đóng ngoặc nhọn bằng 476 trừ. Trong ngoặc nhọn này chúng ta lại làm nhân trước này. Đây sẽ là 5 nhân 400, vậy là bằng 2000. Đấy, trừ đi 1724. Vậy bằng 476 trừ. Nào, 2000 trừ đi 1724 nó sẽ được bằng bao nhiêu? 10 trừ 4 bằng 6 này. Trả 1 3, 10 trừ 3 thì bằng 7 này. Trả 1 trong đây là 8, 10 trừ 8 thì bằng 2 này. Trả 1 trong đây là 2. Vậy còn ở đây là 276. Thế 476 trừ 276. Rồi ôi, đẹp quá đúng không? 200. Rồi, đó chính là câu C của chúng ta. Tiếp theo các bạn thấy là nếu mà mình làm đúng được câu A, B và C này thì các bạn sẽ được trọn vẹn 1,5 điểm rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho câu bài 3 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho câu bài số 3 này. Bài 3 là một bài tìm x biết. Câu A là 3x cộng 10 bằng 4 mũ 2. Đó, vậy bây giờ các bạn sẽ giải cho cô câu A nhé. Giải này. Câu A là 3x cộng 10 bằng 4 mũ 2. Được chưa? Vậy ở đây cô sẽ làm phía bên phải của dấu bằng trước này. Đây là 3x cộng 10 sẽ bằng 4 mũ 2 thì sẽ bằng 16. Được chưa? Vậy cô sẽ có là ở đây chúng ta sẽ coi cả 3x này sẽ là số hạng chưa biết. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Vậy cô sẽ có là 3x sẽ bằng 16 trừ đi 10. Rồi, vậy 3x sẽ bằng 16 trừ đi 10 thì sẽ bằng 6. Đó, 16 trừ 10 bằng 6 này. Vậy 3x sẽ bằng 6 thì x sẽ bằng là 6 chia cho 3. X sẽ bằng 2. Rồi, đó chính là bài 3 ý A. Tiếp theo sẽ là ý B. Ý B là 3x cộng 1 này tất cả mũ 3 bằng 125. Rồi, thế thì ở đây câu này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thế thì bạn nào mà có tham gia đăng ký học cái khóa học của cô thì các bạn sẽ thấy được là cô đã dạy rất kỹ về cái dạng này rồi, đúng không? Thế thì chúng ta thấy đây là một lũy thừa này. Đấy, có cơ số ở đây là 3x cộng 1, số mũ là 3. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải đưa cho cô cái số 125 này về cùng cơ số hoặc là về cùng số mũ. Đấy, thế thì ở đây chắc chắn là 125 không thể đưa được về 3x cộng 1 được, đúng không? Đấy, thế nên là cô sẽ làm gì? À, cô sẽ cố gắng đưa 125 này xem nó thành một cái lũy thừa nào đó mà có mũ là 3. Vậy cô lại thấy như thế này, 3x cộng 1 tất cả mũ 3 này, 125 thì chính là 5 x 5 x 5, à tức là 5 mũ 3. Vậy cô sẽ có là 5 mũ 3. Vậy cô thấy hai lũy thừa này có cùng số mũ là 3 rồi. Vậy chắc chắn hai cơ số này sẽ phải bằng nhau.
Cơ số sẽ là 3x cộng 1 này sẽ bằng là 5. Rồi bây giờ 3x sẽ bằng là 5 trừ đi 1. Đấy. Rồi 3x sẽ bằng 5 trừ đi 4. 5 trừ đi 1 thì sẽ bằng 4. Được chưa? Rồi vậy cô sẽ được là x sẽ bằng 4 phần 3. Đấy. Đấy là ý B của chúng ta. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô ý D nhá. Rồi bây giờ câu D. Ở đây rồi câu D nhá. Đây thì cô không có câu C đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có 35 chia x này. Bạn quan sát 35 chia hết cho x, 130 chia hết cho x. Rồi vậy thì x sẽ thuộc ước chung của 35 và 130. Đó. Mà chúng ta lại thấy là x lại lớn nhất nữa. Vậy suy ra x thuộc ước chung lớn nhất của 35 và 130. Vậy các bạn sẽ đưa nó trở về cái bài toán đi tìm ước chung lớn nhất của 35 và 130. Thôi nó cũng là cái câu chuyện để chúng ta quay lại suy ngẫm về bản thân. Khi mà chúng ta đang được thừa hưởng quá nhiều những điều tốt đẹp, quá nhiều những thành tựu của nhân loại thì chúng ta cần phải phát huy hơn nữa, đúng không nào? Và đến đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn nhiệm vụ học tập để chúng ta sẽ đến với bài sau, bài Lưỡng Hà cổ đại một cách tốt hơn và tốt nhất có thể. Thì một số những gợi ý để chúng ta chủ động nghiên cứu bài Lưỡng Hà cổ đại đó là về điều kiện tự nhiên của Lưỡng Hà cổ đại như thế nào và nó có điểm gì khác với Ai Cập cổ đại mà chúng ta vừa học. Thứ hai là tại sao người Lưỡng Hà lại trở thành thương nhân, và nó có liên quan gì đến điều kiện tự nhiên này hay không. Thứ ba là quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. Thứ tư là những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại. Đó cũng đồng thời là những nội dung cơ bản, những nội dung chính trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô Hữu xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học lịch sử tiếp theo. Trong bài 7 Lưỡng Hà cổ đại. Và tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô bài số 4 nhé. Bài 4 sẽ chiếm 1,5 điểm trong đề thi. Học sinh của một trường trung học cơ sở khi xếp thành hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó, biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ giải bài này, tức là chúng ta sẽ đọc kỹ đề bài là một này. Sau đó mình sẽ lập luận để tìm ra xem là cái bài này thì số học sinh của trường này sẽ là ước hay là bội, hay là bội chung nhỏ nhất hay là ước chung lớn nhất của các cái số này nhá. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cho cô này. Học sinh của một trường này thì xếp thành hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ. Đúng không? Tức là ví dụ bây giờ cô gọi số học sinh của trường đó là x đi.
Đấy, thế thì x nó sẽ chia hết cho 12, chia hết cho 16 và chia hết cho 18. Đấy, vậy một số mà chia hết cho cả ba số này thì tức là gì? À, là x chính là bội chung của ba số 12, 16 và 18, đúng không? Đó, sau đó thì các bạn sẽ đưa nó trở về bài toán, đi tìm bội chung của ba số mà chúng ta đã được học rất kỹ rồi, đúng chưa? Bây giờ cô sẽ tiến hành giải nhá. Đối với những cái bài mà có lời văn như thế này thì các bạn dạng này thì chúng ta sẽ phải gọi cho cô này, gọi số học sinh của trường đó là x đó và đặt điều kiện cho x, chưa? Gọi số học sinh của trường đó là x đó, số học sinh của trường đó sẽ là x này. Vào đây thì chúng ta thấy là số học sinh là người, đúng không? Vậy thì đương nhiên là phải là thuộc tập hợp n sao. Đó, ở đây nhá. X học sinh này. Đấy, và x ở đây thuộc tập hợp n sao. Thuộc tập hợp số tự nhiên khác không? Rồi, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ có là vì. Vì học sinh khi xếp thành, khi xếp thành hàng 12, hàng 16, hàng 18 đều vừa đủ nên. À, nên khi đó tức là gì? Nên tức là x. Nên x sẽ chia hết cho, chia hết cho 12 này, chia hết cho 16 này và chia hết cho 18. Đấy. Vậy khi đó cô sẽ suy ra, suy ra là x sẽ thuộc bội chung của 12, 16 và 18. Đó, vậy bây giờ các bạn sẽ tìm bội chung của ba số này. Và cách tìm bội chung thì các bạn sẽ tìm cho cô thông qua bội chung nhỏ nhất, đúng không nào? Vậy bây giờ các bạn sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của ba số này. Thế để tìm được bội chung nhỏ nhất thì các bạn sẽ phải phân tích cho cô các số này ra thành số nguyên tố trước, đúng không? 12 thì sẽ bằng 2 mũ 2 nhân 3 này. Đấy, 4 nhân 3 là bằng 12, 2 mũ 2 nhân 3. 16 thì sẽ bằng 2 mũ 4. 18 thì sẽ bằng 2 nhân 3 mũ 2. Bội chung ở đây thì từ đây cô sẽ suy ra là bội chung nhỏ nhất của 12, 16 và 18 sẽ là bao nhiêu? À, bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cho cô các thừa số chung và các thừa số nguyên tố chung và riêng. À, chung và riêng. Vậy là 2 và 3, đúng không? Rồi, và mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất các bạn nhé. Bội chung nhỏ nhất thì lấy số mũ lớn nhất, đúng chưa? Vậy ở đây số 2 thì là mũ 4 này, 3 thì sẽ là mũ 2. Vậy sẽ bằng bao nhiêu? 2 mũ 4 là bằng 16, 3 mũ 2 là bằng 9. Thế thì 16 mà nhân với 9 thì sẽ được là bằng 144. Đó, rồi. Vậy bây giờ các bạn sẽ tìm cho cô bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất nhé. Vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra cho cô này. Bội chung của 12, 16, 18 thì chính là bằng bội của bội chung nhỏ nhất, tức là bội của 144. Đó, bội của 144 thì sẽ được là gì? À, các bạn sẽ lấy 144 nhân lần lượt với các số 0, 1, 2, 3, 4, đúng không? 144 nhân 0 là bằng 0. Nhân 1 là 144 này. Nhân 2 là 288 này. Nhân 3 là bao nhiêu? Đây, nhân 3 nhá. 144 nhân 3. Cô nhân thử này. 4 nhân 3 là 12, viết 2 nhớ 1. 4 3 12 nhớ 1 là 13, nhớ 1. 1 nhân 3 là 3, nhớ 1 là 4. Đấy. Chấm chấm chấm. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta dựa vào dữ kiện đâu để chúng ta có thể kết luận được số học sinh của trường này? Còn dữ kiện nữa chúng ta chưa sử dụng nhé. Đó là biết rằng số học sinh trong khoảng từ 250 đến 300 học sinh.
Vậy bây giờ chúng ta xem giúp cô xem, trong các cái bộ chung của ba số này thì số nào thỏa mãn điều kiện là trong khoảng từ 250 đến 300 nhỉ? À, đó là số 288. Đúng không? Vậy chúng ta lại có là mà 250 trong khoảng từ 250 đến bao nhiêu nhỉ? 300 học sinh đúng không? 250 này nhỏ hơn x, nhỏ hơn 300. Đấy, nên x của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 288 học sinh. Đó, rồi. Vậy các bạn kết luận cho cô là vậy trường đó có 288 học sinh nhá. Đó chính là bài tập số 4 của chúng ta. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô bài số 5, sẽ là bài toán có nội dung về hình. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho cô bài số 5 này. Cho khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m, chiều rộng là 20m, tính chu vi và diện tích của khu vườn nếu cô B. Đó, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô câu A trước nhá. Vậy để mà làm được bài này thì cô sẽ vẽ tạo một cái hình như thế này này. Được chưa? À, cô sẽ vẽ một cái hình như sau. Đây là có một cái khu đất hình chữ nhật, khu vườn hình chữ nhật đúng không? Có chiều dài là 30m và chiều rộng là 20. Đấy, đây là hình chữ nhật của chúng ta. Thế bây giờ hình chữ nhật này có chiều dài là 30m này. Đây, 30m. Còn chiều rộng là 20m. Rồi, câu A tính chu vi và diện tích của khu vườn. Dễ quá đúng không? Giải này, câu A. Chu vi của khu vườn là chu vi của hình chữ nhật thì chúng ta lấy dài cộng rộng nhân với 2. Vậy dài là 30 này, cộng với rộng là 20, tất cả nhân với 2 ở đây. Vậy sẽ bằng 30 cộng 20 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? À, sẽ bằng 50. 50 nhân 2 thì sẽ bằng 100. Được chưa? Rồi, 100. Vậy ở đây tiếp theo này, 100 đơn vị ở đây là mét. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có là câu B nhá. Câu B này. Rồi, à, cô xin lỗi, tính diện tích này. Diện tích ở đây sẽ là bao nhiêu? Diện tích khu vườn là 30 nhân 20 thì sẽ bằng 600 và đơn vị ở đây là mét vuông. Rồi, đó là câu A. Tiếp theo là câu B. Câu B, nếu người ta đào một cái ao có chiều dài bằng chiều rộng của khu vườn. À, cái ao này thì có chiều dài là bằng chiều rộng của khu vườn này. Và chiều rộng thì sẽ là 10m. Đấy, chiều rộng sẽ là 10m. Thì bây giờ nhá, cái ao đấy cô giả sử là người ta đào ở cái góc này đi, đúng không? Thì chiều dài của cái ao thì chính là bằng 20m luôn, chính là bằng chiều rộng của khu vườn, đúng không? Và ở đây còn chiều rộng của cái ao thì sẽ là 10m. Đấy, 10m thì bây giờ cô giả sử đây, 10m. Đây, ví dụ từ đây đến đây là 10m này. Đó. Rồi. Đấy, thế thì bây giờ các bạn sẽ tính được cho cô diện tích của cái ao này, đúng không? Rồi người ta yêu cầu tính diện tích của khu ao là bao nhiêu. Và phần còn lại thì sẽ là người ta dùng để trồng gì? Trồng rau. Và người ta cũng yêu cầu chúng ta là diện tích phần trồng rau là bao nhiêu. Đó, thế thì các bạn sẽ tính được cho cô diện tích của phần trồng rau. Thì bây giờ chúng ta thấy là từ đây đến đây nhá. Đây, các bạn sẽ nhìn cho cô từ đây đến đây thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? À, lấy 30 trừ đi 10 thì sẽ bằng 20. Đúng không? Rồi, vậy tức là tức là cái phần còn lại của cái khu vườn này thì sẽ là bao nhiêu? 20m. Bây giờ các bạn sẽ tính được cho cô diện tích của phần trồng rau này. Diện tích phần trồng rau
phần trồng rau. Là nào, đây chúng ta sẽ thấy là lấy 30 trừ đi 10 nhá thì sẽ còn cái phần này. Rồi, là 30 trừ đi 10 này. Sau đó nhân với phần 20 này, tức là đây cũng sẽ là 20 mét các bạn nhớ chưa? Đấy. Đấy, thì sẽ bằng là 20 nhân 20 thì sẽ bằng 400 mét vuông. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính nốt cho cô diện tích của khu ao nhá. Đấy, cô sẽ có bên này như sau. Diện tích của khu ao là các bạn sẽ lấy bao nhiêu? À, chiều dài của khu ao là 20 mét, chiều rộng là 10 mét. Vậy chúng ta lấy 20 nhân 10 thì sẽ bằng 200, và đơn vị ở đây là mét vuông. Đó, đó chính là bài số 5 của chúng ta. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô bài số 6 nhé. Tiếp theo các bạn sẽ làm cho cô bài số 6 nhé. Bài 6 này 0,5 điểm, và đây sẽ là một cái bài nâng cao, đúng không? Là chúng ta cho, người ta cho biểu thức A bằng 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 101, chứng minh rằng A chia hết cho 13. Thế thì để A này chia hết cho 13 thì các bạn thường những cái dạng này thì các bạn sẽ đưa về A, biểu thức A này thành tích của các thừa số. Đấy, trong đó thì tích một trong các thừa số đó thì chia hết cho 13. Đấy, một trong các thừa số đó thì sẽ là bội của 13 đấy, đúng không? Thì sẽ chia hết cho 13. Vậy đối với bài này cô sẽ nhấn nổi như sau. Đây, cô sẽ viết lại cái biểu thức A ra này, bằng 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cộng chấm 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 cộng 3 mũ 101. Đấy, thế bây giờ để chứng minh cái biểu thức này chia hết cho 13 thì cô sẽ làm như sau. Ở đây cô sẽ, các bạn sẽ nhìn thấy cho cô nhá. Đây là 1 cộng 3 thì là bằng 4. 4 cộng 3 mũ 2 là bằng bao nhiêu? Bằng 9, đúng không? 4 cộng 9 là bằng 13. Vậy cô sẽ suy nghĩ là cô sẽ nhóm 3 cái anh này vào. Đấy, tại vì nó 13 chia hết cho 13. Tiếp tục cô lại có 3 mũ 3 cộng 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5. Đó, thì cô sẽ đặt 3 mũ 3 ra ngoài. Thì ở trong nó cũng sẽ có là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2. Vậy tiếp tục cô lại có là 13 nữa. Vậy sau đó cô sẽ biến đổi, thấy là tất cả các cái cụm đó thì đều có xuất hiện 13 giống nhau, đúng không? Sau đó cô sẽ đặt ra ngoài, cô sử dụng cái tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng để cô làm bài này. Vậy bây giờ các bạn quan sát, cô sẽ biến đổi như sau nhá. Bằng 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2, cô nhóm vào, kết hợp vào. Rồi tiếp theo là 3 mũ 3, tiếp tục sẽ đến 3 mũ 4 cộng 3 mũ 5 cộng chấm 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 cộng nào. Ở đây các bạn sẽ suy nghĩ cho cô và thấy này. Ví dụ cô che vào số 1 đi. Đấy, thì cô sẽ thấy ở đây là 3. 3 ở đây mình hiểu sẽ là 3 mũ 1, đúng không? 3 mũ 1 này thì mũ 1, mũ 2, mũ 3, mũ chấm chấm đến mũ 101. Thì các bạn sẽ xem cho cô từ 1 đến 101 thì sẽ có bao nhiêu số hạng nhỉ? À, có 101, đúng không? Có 101 số hạng. Vậy cô 101 số hạng này và thêm cái số hạng 1 này nữa thì sẽ là 102. Thế 102 mà chia hết cho 3, 102 các bạn thấy nó chia hết cho 3 đúng không? Đây con chia thử nhá. 102 chia cho 3 thì ở đây được là 3 này. 12 chia 3 thì được 4 này. Đấy, tức là được 34. Đó, thì tức là nếu bây giờ cô cứ 3 anh gần nhau này, cô nhóm vào là một nhóm, tức là cô kết hợp lại, thì ở đây có tổng cộng là 102 cái số hạng ở đây. Thế thì 102 mà cứ 3 số hạng nhóm vào một nhóm, vậy nó sẽ có 34 nhóm. Đấy, được chưa? Các bạn nhớ nhá. Vậy ở đây cái nhóm thì nó vừa đủ đúng không? Vừa đủ là mỗi nhóm này có 3 số hạng. Vậy ở đây nhóm cuối cùng sẽ là 3 mũ 99 cộng 3 mũ 100 cộng 3 mũ 101. Được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ làm như sau. À, các bạn sẽ nhìn cho cô nhá. 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 thì ở đây sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Ở đây sẽ bằng 13, cô tính luôn 13.
cộng với ở đây cô sẽ có là 33 cộng 34 cộng 35. Thế thì 33 cộng 34 cộng 35 thì các bạn lại để ý ra nhá cho cô này. Cô sẽ có là ví dụ 33 cộng 34 cộng 35 chẳng hạn thì nó sẽ bằng này 33 nhân 1 đúng không? Đấy. Rồi cộng với 34 này cô sẽ tách thành 33 nhân 31 tức là nhân với 3. Cộng 35 thì cô cũng sẽ tách thành 33 nhân 32. Được chưa? Sau đó cô sẽ đặt 33 ra ngoài. Các bạn thấy không? Cô sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng thì cô sẽ có là 33. Thì ở trong sẽ còn 1 cộng 3 cộng 32. Đấy. Được chưa? Vậy thì sẽ bằng là 33 nhân ở đây 1 cộng 3 cộng 32 cũng là 13. Được chưa? Rồi, vậy đến đây cô sẽ có là bằng cộng với 33 cô đặt ra ngoài. Tức là đặt cái số mũ cao nhất ra ngoài này. Đấy, lũy thừa mà có số mũ thấp nhất ở trong ba cái số hạng này ra ngoài thì ở trong này sẽ còn là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cộng chấm chấm cộng. Đây cũng sẽ đặt 3 mũ 99 ra ngoài thì ở trong sẽ còn là 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2. Đó, vậy cô sẽ được là bằng này 13. Rồi, cộng với 3 mũ 3. Được chưa? Nhân với ở đây 1 cộng 3 cộng 3 mũ 2 cũng là 13 này. Rồi, cộng chấm chấm cộng 3 mũ 99 cũng nhân với 13. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ được là bằng nào, 13 thì các bạn lại thấy là 13 cô có thể viết được thành 13 nhân 1 đúng không? Đây cô viết nhá, 13 nhân 1 cộng 33 nhân 13 cộng chấm chấm cộng 3 mũ 99 nhân 13. Rồi đến đây cô lại tiếp tục sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng. Cô thấy là có 13 giống hệt nhau trong tất cả các cái tích này. Được chưa? Vậy cô sẽ đặt 13 ra ngoài. Thì ở trong này sẽ còn 1 cộng với bao nhiêu? À, 1 cộng 33 cộng chấm chấm cộng đến 3 mũ 99. Đấy, vậy các bạn thấy là gì? Trong một tích đây là 13 nhân với cả cái tổng này nhá. Đây thì được gọi là một tích đúng không? 13 nhân thì chúng ta thấy là A nhân B thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho A đúng không? Ví dụ 3 nhân 5 thì chắc chắn nó sẽ chia hết cho 3. Ví dụ là 6 x 7 thì chắc chắn cái tích đấy nó sẽ chia hết cho 6. Thì ở đây 13 nhân với cả một cái tổng như thế này thì chắc chắn là nó sẽ chia hết cho 13. Đấy, hay A sẽ chia hết cho 13, điều phải chứng minh đúng không? Rồi, đó chính là bài số 6, là một cái bài nâng cao trong đề thi. Các bạn thấy đấy, sau khi nghe cô giải xong thì các bạn thấy nó cũng rất là đơn giản đúng không? Chúng ta mà cố thì hoàn toàn có thể làm được. Đó là bài số 6, cũng là bài cuối cùng trong đề thi. Và bây giờ thì về nhà nhá, cô nhắc này, các bạn sẽ làm các bài tập này. Các bạn xem mình sai ở bài nào thì các bạn sẽ làm lại cho cô. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ tìm thêm các bài tập ở trên mạng này, trong sách này, những cái dạng bài tập là tương tự như những cái bài mà mình sai ấy, thì mình sẽ đi ôn tập lại các bài đấy. Và ngoài ra thì chúng ta thấy là mình bị đuối phần nào thì mình sẽ ôn tập thêm nhá. Bây giờ thì cô chúc tất cả các bạn sẽ hoàn thành thật tốt, đạt điểm thật cao trong kỳ thi sắp tới. Sau đó được điểm bao nhiêu thì các bạn hãy comment phần phía dưới trong cái video này cho cô nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái phần chương trình tiếp theo của học kỳ 1 nhá. Xin chào tất cả các em. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.